Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng ép đi điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. mu xuống tiền ký siêu hậu vệ thay bất quay. Sáng cửa ký Madison trợ chiến Casimiro. Sport hy sinh hai vật tế thần vị Osimhen và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Thủ chính thức xuống tiền siêu hậu vệ thay bất quay. Theo ấn phẩm Corriere dello Sport của Ý, MU sẵn sàng chi 60 triệu euro để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của trung vệ Kim Min Jae. Thủy thủ Hàn Quốc mới chuyển đến Napoli từ gã khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ. VD bắt vào mùa hè năm ngoái với giá khoảng 17 triệu bảng, nhưng đã tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức những màn trình diễn ấn tượng của anh đã giúp cho Napoli giành chức vô địch CDA đầu tiên sau 33 năm. Trung vệ 26 tuổi tự hào với tỷ lệ chuyển bóng chính xác lên đến 91% và trung bình 1,5 pha tắc bóng cứ sau 90 phút. Kim đã thay thế sự đáo Kali Dao Koli Bali, người đã chọn giới Napoli 69 9 vào tháng 7 năm ngoái để ký hợp đồng với Chelsea. Kim bây giờ có thể thay thế McQuay, người vẫn là đội trưởng của câu lạc bộ MU trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Eric Ten Hag thích Raven Varane và Lisandro Martinez là đối tác trung vệ chính của mình. Nhưng mặc dù bộ đôi này hiện đang chấn thương và mắc vắng mặt, nhà cầm quân người Hà Lan tìm thấy Victor Lindelof và lúc do cho hai vị trí trung vệ nơi hàng phòng ngự của mình. PSG tính thuyết phục Messi gia hạn. Theo những thông tin mới nhất từ giờ thăm, PSG đang hy vọng khởi động lại các cuộc đàm phán để gia hạn với Messi trong những tuần tới. Điều này diễn ra sau khi ban lãnh đạo đội bóng nước Pháp đưa ra quyết định kỷ luật thủ quân Argentina 2 tuần vì đã tự ý bay sang Ả Rập Xê út mà chưa được sự cho phép. Trước đó, nhà báo Fabrizio Romano đã xác nhận rằng, En Puga sẽ không tiếp tục gắn bó với PSG và chắc chắn rời đi vào hè này mẫu sáng cửa ký Madison trợ chiến Casemiro. Tờ Manchester Evening News cho rằng MU đang có cơ hội không nhỏ để chiêu mộ tiền vệ Jim Madison từ Leicester City hè này trong bối cảnh bày cáo đang chìm trong khủng hoảng. Theo cây viết uy tín Samuel Lookhook của tờ Manchester Evening News, hợp đồng hiện tại của Jim Madison từ Leicester City vẫn còn thời hạn một năm, nhưng trong bối cảnh đội chủ sân, King Power đã báo lỗ 92,5 triệu bảng vào tháng trước và vừa sa thải Brandon Rodgers Nếu phải sống chơi ở giải hạng nhất Anh mùa sau, họ hoàn toàn có thể phải bán tháo Madison để giảm bớt gánh nặng tài chính. Khi đó, cơ hội để MU sở hữu cầu thủ tài năng này ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay là không hề nhỏ. Tờ Manchester Evening News còn cho rằng mức giá hiện tại của Madison chỉ vào khoảng 40 triệu bảng, bằng một nửa con số mà Leicester City mong muốn cách đây 3 năm. Đây là con số rất hợp lý mà MU cần nhanh chóng đưa ra quyết định để tránh mất mục tiêu chuyển nhượng quan trọng này vào tay các đội bóng lớn khác. James Madison năm nay 26 tuổi, mùa này anh đã có 9 bàn thắng và 8 pha kiến tạo sau 26 lần ra sân ở giải người hạng Anh cho Leicester City. Người đại diện của Cancelo đàm phán với Barca. Theo Sport, Người đại diện của Joao Cancelo, Roger Mendes đang đàm phán với Bắc Giang về khả năng chuyển nhượng cầu thủ này tới câu lạc bộ vào mùa giải tới. Cancelo hiện đang ở Bayern Munich theo dạng cho mượn từ Man City, nhưng cả khổng lồ Bundesliga khó có thể mua đứt cầu thủ người Bồ Đào Nha vào mùa giải tới. Bắc Gia được cho là rất muốn ký hợp đồng với hậu vệ cánh này và giờ đây, điều đó phụ thuộc vào việc Man City có muốn bán cầu thủ này hay gửi anh theo một hợp đồng cho mượn khác hay không. Ten Hag cần loại bỏ Anthony Martial. Chia sẻ trên kênh sóng truyền hình, huyền thoại Alain đã chỉ điểm một cầu thủ ông cho là không còn tương lai ở câu lạc bộ MU, đó là Anthony Matian Theo đó, Alain chỉ ra rằng tiền đạo người Pháp không đủ năng lực chơi cho MU và khuyên Ten Hag không nên kiên nhẫn thêm với cầu thủ này. Tôi nghĩ rằng Ten Hag đã chịu đựng quá đủ với Matian rồi, chắc hẳn quyết định đã được đưa ra hoặc lẽ ra nó phải được đưa ra từ lâu cậu ta đã ở MU đủ lâu, được trao đủ cơ hội. Matian không đủ tốt để đồng hành cùng MU đến nơi họ muốn. Nếu đủ tốt, cậu ta đã được ra sân thường xuyên và ghi được bàn. Theo CR, Matian chính là sự phản chiếu vấn đề mà MU đang gặp phải mùa này. Đó là một hàng công kém và quá phụ thuộc vào cảm hứng. Đã có thời điểm rát vớt, chơi cực thăng hoa khi anh xa sút quỷ đỏ như đổ gục theo còn Matian thì không đủ tốt. Matian đã có thời gian và cơ hội để thể hiện nhưng nó không hiệu quả. Đó là ý kiến của tôi. Dù có ngồi đây thêm vài giờ nữa thì tôi cũng không nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy mảnh lưới. Đó không chỉ là vấn đề xảy ra hôm nay mà đã xảy ra trong trận đấu trước và thực tế là trong nhiều tháng. Đó là vấn đề mà MU sẽ phải giải quyết. Sau giai đoạn đầu khởi sắc dưới thời tên hắc, Matian lại đâu vào đấy khi liên tục nghỉ vì chấn thương. Sau khi trở lại thì phong độ của anh cũng tụt dốc không phanh và mới ghi được 4 bàn ở ngoài hạng Anh mùa này. Chelsea hy sinh hai vật tế thần sẵn sàng kích nổ bom tấn Osimhen. Với 34 bàn thắng sau 34 trận, Chelsea hiện đang sở hữu hàng công tệ hại bậc nhất người hạng Anh. Vì vậy, đội chủ sân Sam Bridge đã lên kế hoạch giải quyết triệt để vấn đề này vào mùa hè tới với bản hợp đồng bom tấn dành cho một tiền đạo trung tâm đẳng cấp thế giới. Báo cáo được đăng tải trên Khảo Sai cho thấy, mục tiêu hàng đầu mà Chelsea đang nhắm đến là Victor Osimhen, ngôi sao đang trải qua một mùa giải bùng nổ dưới màu áo Napoli đáng chú ý nhằm thuyết phục câu lạc bộ xứ Napet, đội chủ dân Sam Fabric được cho là sẵn sàng hy sinh Romelu Lukaku hoặc Christian Pulisic kèm theo một khoản phí khủng. Cả Lukaku lẫn Pulisic đều là những bản hợp đồng đắt giá nhất bậc nhất trong lịch sử Chelsea, nhưng đồng thời cả hai còn có một điểm chung khác là đều trở thành bom xịt tại Sam Fabric. Nhưng tất nhiên, dù không thể tỏa sáng tại ngoài hạng Anh, họ vẫn có thể bùng nổ ở một môi trường mới, đặc biệt là trường hợp của Lukaku, người từng thi hạn hợp đấu thăng hoa tại Syria trong quá khứ. MU bất ngờ quay xe với Đề Kia. Eric Ten Hag từng xác nhận muốn Đề Kia gia hạn hợp đồng, tuy nhiên theo tình hình của de Kia bất ngờ đảo chiều nhanh chóng. Theo Manchester Evening News, sự chia rẽ bắt đầu diễn ra tại El Shaford, nguồn tin khẳng định có những nghi ngờ ngày càng tăng trong nội bộ về việc liệu De Gea có nên là thủ môn số 1 sau mùa giải này hay không. Hơn nữa, một số nhân vật nhất định tại MU muốn De Gea ra đi thay vì chỉ đẩy lên ghế dự bị để nhường chỗ cho một thủ môn khác, khi ấy De Gea hoàn toàn có thể phải rời Old Trafford. Rõ điều kiện để Arsenal ký hợp đồng với Delan Nguồn tin khẳng định Delan vẫn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng West Ham hiện yêu cầu mức giá lên tới 100 triệu bảng, đây có thể là trở ngại lớn david moy mới đây đã khẳng định một lần nữa rai đã rất xuất sắc tôi không ngạc nhiên cậu ấy có một tài năng tuyệt vời trong việc giành lại bóng bạn đã xem rai chơi cho đội tuyển anh bạn đã thấy những khả năng mà cậu ấy sử dụng trong việc thu hồi bóng rai rất nhanh và di chuyển cực tốt tôi hài lòng nhưng không ngạc nhiên với tài năng của rai và đó là lý do tại sao Rai có lẽ là tiền vệ người Anh giỏi nhất hiện nay. Và đó cũng là lý do tại sao cậu ấy sẽ cực kỳ đắt giá nếu có bất kỳ đội bóng nào hỏi mua. xác nhận, Haza định đoạt chuyện tương lai ở Rai An. Eden Haza đã trải qua quãng thời gian ác mộng kể từ khi đến Rai Madrid. Anh đã được ký hợp đồng vào mùa hè năm 2019 với mức phí kỷ lục của câu lạc bộ từ Chelsea. Mọi thứ đã hoàn toàn đi xuống sau khi anh chuyển đến Rai An. Haza vật lộn với hết chấn thương này đến chấn thương khác số 7 vẫn còn một năm trong hợp đồng với các câu lạc bộ chủ quản sau mùa giải hiện tại. Và có vẻ như cầu thủ người Bỉ đang có kế hoạch ở lại Bách Na Bêu. Hà Gia bày tỏ trích dẫn từ Fabrizio Romano. Thành thật mà nói, tôi dự định ở lại Real Madrid vào mùa giải tới. Tôi hy vọng sẽ ở lại vì tôi muốn ăn mừng năm cuối cùng của hợp đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!